Sau khi rơi xuống đáy của 3 năm ngay trước vụ thu hoạch mới, giá cà phê đột ngột tăng trở lại. Đỉnh gần đây nhất là hôm 4 tháng 12 vừa rồi, giá cà phê đã tăng thêm 2.000 đồng một ký trong một đêm. Có thể nói chưa bao giờ giá cà phê diễn biến khó đoán đến như vậy. Mặc dù giá cà phê đã từng bước phục hồi từ sau tin cơn bão Hải Yến có khả năng quét qua các tỉnh miền Trung, nhưng phải đến ngày 4 tháng 12 vừa rồi, giá cà phê mới lập đỉnh tăng, với mức tăng thêm 1.700 đến 2.000 đồng một kg, lên mức 35.300 đến 35.700 đồng một kg. Trong thời gian vừa rồi có nhớ cách đây một tháng hả? Thì nó có hai cái phiên giảm liên tiếp là tới 114 đô. Thì đó là cũng một cái bất ngờ nặng với lại nông dân mà cảm thấy hụt hẫng. Rồi nhưng mà bây giờ thì đang trên cái đà đi lên lại thì họ vẫn đang hy vọng. Mặc dù ngay hôm sau, cà phê lại quay đầu giảm giá về mức 34.700 đồng một kg vào 5 tháng 12 và 34.200 đồng một kg vào ngày 6 tháng 12. Nhưng đây vẫn còn là mức giá mơ ước so với mức đáy từ 28.000 đến 28.500 đồng một kg vào giữa tháng 11 vừa qua. Có thể nói, giá cà phê đang diễn biến bất thường khi giảm sâu trước mùa thu hoạch và sau đó tăng trở lại. Đã có nhiều phân tích dự đoán xung quanh diễn biến này, nhưng xem ra đến nay vẫn chưa có phân tích nào thực sự thuyết phục. Trong cuộc họp tổng kết niên vụ 2012-2013 vừa rồi, mặc dù dự báo sản lượng cà phê niên vụ tới sẽ giảm khoảng 15%, nhưng Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam cho biết giá cà phê sẽ tiếp tục xuống sâu hơn trong thời gian tới. Lúc đó, giá cà phê đang dao động trên dưới 30.000 đồng một kg. Nguyên nhân chính mà Hiệp hội đưa ra là do cung tiếp tục vượt xa hơn cầu. Tuy sản lượng Việt Nam năm nay có giảm từ 15 đến 20%, nhưng mà các nước sản xuất cà phê lớn trên thế giới như là Brazil, Colombia, Indonesia v.v. thì là năng suất và sản lượng của họ là rất cao, có nghĩa là được mua. Cho nên là với cái giảm cái năng suất sản lượng ở Việt Nam như vậy thì cái nguồn cung trên thị trường thế giới vẫn lớn hơn cầu. Từ đó giá cà phê thì nó tiếp tục là có cái xu hướng giảm tiếp. Tuy nhiên, theo báo cáo được công bố vào cuối tháng 11 của tổ chức cà phê quốc tế ICO, sản lượng cà phê tại các quốc gia đều có xu hướng giảm. Cụ thể năm nay là năm cà phê Brazil bị giảm năng suất do chu kỳ 2 năm một lần hay tình trạng nấm bệnh chưa khắc phục được tại các vườn cà phê Trung Mỹ. Hơn nữa, giá cà phê xuống thấp đã khiến người nông dân giảm đầu tư hóa chất phân bón trong niên vụ tới. Cùng với lượng sụt giảm 25% sản lượng tại Việt Nam do ảnh hưởng từ đợt hạn hán đầu năm 2013, đã làm sản lượng cà phê toàn cầu trong niên vụ 2013-2014 giảm khoảng 3 triệu bao, loại 60 kg, đạt khoảng 142,2 triệu bao. Do đó, nhiều chuyên gia đã tỏ ra nghi ngờ lý do cà phê giảm giá là do nguồn cung quá cao. Người ta đều đổ cho cà phê về cung cầu. Nhưng có một vấn đề đặt ra, cung cầu thế, cung nó cao, thậm chí còn cao hơn cầu, nhưng mà giá cà phê vẫn ổn định được trong mấy năm qua. Chúng tôi cũng đặt ra mấy trường hợp. Một, có thể là có phải do kinh tế Mỹ phục hồi, rồi dẫn đến vấn đề, tức là các cái nhà chơi chứng khoán, các cái nhà gọi là có những cái nguồn vốn đầu tư vào các cái mặt hàng khác, đến giờ phút này người ta rút khỏi thị trường để người ta đầu tư vào các cái hàng hóa khác để người ta dự phòng, có thể là do cái thị trường chứng khoán nó lên chẳng hạn, đấy, để rồi người ta kiếm lời trên cái thị trường đó. Việc giá cà phê trên thế giới tăng trở lại được cho là do chính sách hỗ trợ ngành cà phê tại các quốc gia như Brazil và Colombia. Hơn nữa, trên các sàn kỳ hạn, nhà đầu cơ đang có khuynh hướng mua bù những hợp đồng trước đây đã bán khống. Riêng tại Việt Nam, có hai nguyên nhân được nhắc đến. Một là ảnh hưởng của đợt mưa bão vừa qua tại các tỉnh miền Trung, hai là thị trường bắt đầu phản ứng với các giải pháp ngăn đà giảm giá cà phê của Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam. Mặc dù chưa công bố rộng rãi, nhưng một số nguồn tin cho biết, Hiệp hội này đã có văn bản chính thức lên chính phủ về kế hoạch tạm trữ, với mức tạm trữ được công bố trong các cuộc họp trước đó là khoảng 20% sản lượng niên vụ tới, tức là 200 đến 300.000 tấn trong thời gian từ 6 đến 12 tháng. Thì tôi đề nghị là chính phủ là nên có cái chính sách là cho tạm trữ cà phê. Theo tôi nghĩ thì cái mức tạm trữ từ 300 đến 500.000 tấn và cái thời gian tạm trữ là cũng phải được 6 tháng. Có như vậy thì làm hạn chế bớt cái nguồn cung trên thị trường và để nâng đỡ cái giá cà phê lên. Còn theo ông Jonathan Clark, tổng giám đốc công ty cà phê S&F Man tại Việt Nam, không cần chính sách, người nông dân hiện đã thực hiện tốt vai trò tạm trữ rồi. Nông dân cũng làm ảnh hưởng mạnh đến giá cà phê. Ví dụ như 2 tuần trước, họ không muốn bán cà phê vì giá thấp, nên sau đó đẩy được giá lên cao. Vicofa kêu gọi nông dân ghim hàng giữ thị trường, nhưng tôi thấy họ đã làm điều đó rồi. Nông dân họ không bán ồ ạt, thậm chí nhiều loại cà phê từ năm ngoái vẫn chưa đem ra bán. Tuy nhiên, Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam còn một giải pháp táo bạo hơn là liên kết với Hiệp hội Cà phê của 3 nước xuất khẩu lớn là Indonesia, Brazil và Colombia
để giữ giá. Hiện vẫn chưa có thông tin về việc giải pháp này được triển khai đến đâu, nhưng nếu kế hoạch này thành công, rất có thể sẽ tạo ra một trật tự mới trong ngành cà phê thế giới. Vẫn rất khó để xác định đường đi của chỉ số giá cà phê trong những ngày tới, nhưng hiện nay nông dân vẫn chưa đẩy mạnh bán hàng. Theo thường lệ, giá cà phê có thể lên cao sau Tết âm lịch, nên người nông dân vẫn mong chờ giá bán bằng với năm ngoái, trên dưới 40.000 đồng một kg, thậm chí 45.000 đồng một kg.